Bây giờ sẽ là người mẫu cùng anh Hồng Phúc và sản phẩm. Xin mời ạ. Một hộp trà thảo dược Ojica nhập khẩu từ Sri Lanka. Sản phẩm được kết hợp từ 14 loại thảo dược thiên nhiên, giúp giảm 7 triệu chứng cảm, cảm cúm hiệu quả, cảm cúm khiến bạn mệt mỏi. Đã có trà thảo dược Ojica, sản phẩm của Mega WeCare, hiện đang bán tại nhà thuốc trên toàn quốc. Và bây giờ người chơi đầu tiên đoán sản phẩm này sẽ là chị Nhài, xin mời chị. 450. Em xin đoán là 450.000 ạ. Cảm ơn chị Nhài. Chị Lý thì sao, chị đoán bao nhiêu ạ? Dạ, em xin đoán là 750.000 ạ. Cảm ơn chị Lý. Và xin mời anh Đạt, anh đoán bao nhiêu ạ? 580.000 ạ. Bao nhiêu khán giả? 520.000 ạ. Cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là người chơi nào có mức giá bằng với giá nhà sản xuất hay thấp hơn gần nhất sẽ trở thành người chơi chính đầu tiên ngày hôm nay. 11 hộp trà thảo dược Ojica có giá là 517.000. Xin được chúc mừng chị Nhai, chúc mừng chị. Chị đã là người chơi đầu tiên của ngày hôm nay, chúc mừng chị Nhai.